Rồi, em chào mừng toàn thể anh chị em đã quay trở lại với video tiếp theo tại cơ sở đồ gỗ Trung Kiên. Trong video ngày hôm nay thì em sẽ lên cho anh chị em những hai tác phẩm Nhất Dương Kim Tiền chế tác chất liệu là gỗ Ngọc Am Thơm em mình ạ. Hai tác phẩm rất là to, hàng đục kỹ cho em mình cân đối mang về cho không gian ngôi nhà mình. Nhất Dương Kim Tiền ở trong Phật Pháp là một cái hình ảnh rất là đẹp, rất là tốt em mình ạ. Thể hiện cho những sự khai sáng, thể hiện mở ra những điều mới mẻ đến cho cuộc đời, cho cuộc sống gia chủ em mình nhá. Và dê cũng là một hình ảnh mang về những rất là nhiều sức khỏe cho anh trai. Em sẽ đưa máy lại gần cũng như là thông báo kích thước từng tác phẩm một để các bác có thể cân đối cho không gian ngôi nhà mình em mình nhá. Với tác phẩm đầu tiên cho em trai thì tác phẩm này thì sẽ có chiều cao là 85, ngang là 43 và sâu là 34 em mình ạ. Gỗ Ngọc Am hàng liền khối em mình nhá, rất là đẹp cho em trai. Em mình nhìn thấy cái thần thái của chú dê này rất có hồn, rất sống động đúng không ạ? Từ những cái phần bộ lông của cụ thôi, hay là những cái chi tiết như là phần sừng làm kênh bong sắc nét cho em trai, phía dưới là những cái phần đất đá có thêm xen kẽ thêm cả những cái phần nấm đinh chi, củ nhân sâm ở đây em nhá. Đẹp lắm em nhỉ ơi. Em mình bức này hàng liền khối và em mình thấy cho em trai cái phôi gỗ nó rất là dày đúng không ạ? Đấy, trước sau đục tứ diện cho em trai em mình nhá. Đấy. Ok, sẽ sang với tác phẩm thứ hai, tác phẩm với kích thước nó nhỏ hơn một chút xíu em mình ạ. Cao là 72, ngang là 37 và sâu là 17 cho em trai em mình nhá. Đục cũng nét đục thì nó cũng tương tự, cũng rất là đẹp em mình thấy cho em trai này. Đấy, từ chú dê hay là cái phần tấm thẩm tấm vải cẩm ở trên lưng của chú dê thôi, làm họa tiết rất là đẹp đúng không ạ? Đấy thì em mình đã thấy ưng ý tác phẩm nào rồi thì có thể là thông tin luôn cho em trai em mình nhá. Em cũng sẽ báo giá luôn cho anh em mình cân đối cho không gian ngôi nhà mình. Với tác phẩm chú dê nhỏ ở đây em mình ạ, mức giá là 5.500.000 đồng em mình nhá. Chú dê lớn hơn một chút xíu thì sẽ có mức giá là 5.800.000 đồng cho em trai. Đấy, bác nào đã thấy ưng ý tác phẩm nào rồi thì có thể nhắn cho em trai qua đầu số hotline quen thuộc 0836776688 để em trai có thể là gửi lại hình ảnh chi tiết tác phẩm và chốt đơn cho anh chị em mình nhá. Cảm ơn chị đã theo dõi xuyên suốt video và hẹn gặp lại chiều những video tiếp theo ạ.